sư quay với đàn vịt đó. Ờ thầy trong trường vịt đó. Cháu ra thầy trong trường vịt đó quay với thầy đó. Ba con hay vậy? Dạ xin dạy cho con. Dạ chứ phải là rồi bắt về cắm nhỏ lông nha, để nguyên con ăn luôn. Cái nó bự. Cây quá à, bắt được mà. Dễ, dễ cả. Bắt được.